Rồi chiều nay em có cập nhật clip nha anh chị gần xa đó, thì anh chị nào có điều kiện bắt con F1 tơ chữa chữa 3B gần 4 tháng, bao chữa bao khám, bò mập ú anh chị ơi, bốn vú đều đuôi như cái chổi luôn, chân móng hoàn thiện đó, bông bông bụng nha anh chị, đó tướng hình là khỏi bàn luôn anh chị ơi. F1 sữa tơ chữa bò này thì cái đống mét hai bò này tầm mét ba nha anh chị, giữa sẽ lưng tầm mét ba đó, thì long nhuyễn da sát nha anh chị, mặt đẹp đó anh chị ơi. Đó thì long nhuyễn da sát bông bụng, bao chữa bao khám, bao ăn uống cho anh chị luôn, cực kỳ đẹp, giá là 33 triệu bao xe thành phố Tân An đó anh chị ơi. Anh chị gần xa có 33 triệu thì chốt tay chuồn. Anh chị nào có điều kiện bắt bò tơ chữa này về nuôi phát triển kinh tế thì cứ liên hệ em. Đó, quà to đó, cái đuôi lớn đó anh chị ơi. F1 chữa 3B gần 4 tháng anh chị. Đó thì hiện dạng bao ăn uống anh chị. Đó thì anh chị nào có điều kiện thì cứ liên hệ em.